Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay huyện Tiên Lữ đang tập trung chỉ đạo yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phòng, đơn vị thi công bến thủy nội địa, làm biến dạng kè Đồng Thiện khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Huyện Tiên Lữ đã yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và hoàn trả lại công trình kè Đồng Thiện theo nguyên trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho công trình kè xong trước ngày 12 tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, huyện cũng đã có phương án tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm theo quy định của pháp luật nếu như hết thời hạn đơn vị thi công không thực hiện. Theo ghi nhận, sau 2 ngày triển khai, tiến độ tháo dỡ công trình này rất chậm, mới chỉ tháo dỡ được phần mặt của công trình. Nếu như không huy động các phương tiện máy móc thì khó có thể giải tỏa theo thời gian quy định. Đây là công trình bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hương Yên có trụ sở tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, xây dựng từ tháng 12 năm 2019 khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.